khoảng một tháng trước thì mới thấy được đứa bé trai. Ừ. Cách ngày hai ngày ba ngày mới thấy được đứa bé, cảm giác các trời thương mình, thấy trời cho điện cho con ao nói mày điện cái gì mà nghe không gọi hết trơn, nó cũng nói không nên lời. Còn điện lại thêm một cái nữa, nói chuyện gì nó là anh ơi em mới nhặt được đứa bé, không biết ai bỏ rơi ở đây. Bốn xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Từ Thiện Tây Nguyên của Bốn nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và an lành. Để tiếp nối cái câu chuyện mà một người phụ nữ đi chăn dê nhặt được em bé cả nhà ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng á, thì Bốn mời cả nhà cùng với Bốn nói chuyện với người chồng, xem thử người chồng nói gì về cái câu chuyện này nha. Em chào anh. Anh là anh Sản ha. Anh Sản năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? 36 6 tuổi ha. Là hồi nãy chị có nói là hồi trước khi mà nhận được bé cả tháng là anh đã từng mơ là nhặt được em bé rồi hả? Anh mơ sao, anh có thể kể lại em nghe được không? Khoảng một tháng trước thì mơ thấy được đứa bé trai. Ừ. Cách ngày hai ngày ba ngày mơ thấy được đứa bé. Nhưng mà anh mơ là anh đi nhặt được luôn hay là không, ở trong nhà luôn. Vậy hả? Cả tháng luôn hả? Tự nhiên mà thấy biết ra đâu mà tự nhiên ở nhà thì ổng nó đùa giỡn nha. À là nó giỡn, nó chạy nhảy trong nhà mình luôn vậy đó. Trong nhà luôn chứ. Không có thấy. Nhưng mà anh mơ nhiều lần luôn hả? Như một tháng trước mơ cũng cỡ 5-6 lần á. 5-6 lần luôn. Trời ơi, vậy là có điềm trước rồi hả chú ha? Đi trước nhặt đứa bé này là cũng cỡ nửa tháng nó không có anh mơ nữa, còn cả 10 ngày anh mơ nó, còn trước cách cỡ tháng xuống cũng mơ thấy hoài, ngày hai ngày mơ thấy hoài. À, dạ. Rồi từ khi mà nhặt bé tới bây giờ là anh có mơ gì nữa không? Không, hết mơ. Hết mơ rồi hả? Tưởng mơ nhặt được bé gái nữa thôi luôn nha. Chú à, trời đất. Vậy là con cũng có điềm trước rồi đó chú. Dạ, ông bà cũng, anh có bao giờ suy nghĩ đây là các vị thần hay là Phật hay là những một ai đó mang tới cho gia đình mình không ạ? Chắc cảm giác chắc trời thương mình, hay trời cho. Nhiều khi trời Phật cho mình một người con này thì sao? Rồi từ khi mà nhặt em bé tới giờ là anh chị có xáo trộn cái cuộc sống của anh chị nhiều không? Thì cũng làm như vậy đâu có gì đâu. Lúc trước thì cũng có đi kéo tôm cái gì, giờ ta tôm ta ít nuôi lắm, giờ không có tôm gì kéo, chứ mới ở nhà làm nhặt chặt trong nhà anh coi dê cái gì. À, cái nghề chính của anh chị là đi chăn dê ha. À, nuôi dê. Nhà mình được mấy con anh? Chín con à. Chín con nuôi của nhà thì nhà nước cho 5 con. Nhà nước hỗ trợ 5 con. Một con mẹ lớn với hai con cưới, hai con nhỏ, rồi nuôi hụng với người ta 4 con, nhưng mà 9 con nuôi phụ với người ta hả? Là người ta bỏ, người ta có dê đóng đó, y như là mình nuôi khoán, nuôi thuê cho người ta đó đúng không? Dạ. Lúc trước kẹt quá nên không có gạo ăn, bán hết một con rồi còn 8 con. Bán hết một con còn giờ còn 8 con ha. Nhưng mà cái lúc mà chị mà thấy phát hiện được bé đó là anh đang ở đâu? Ở dưới sông, vợ sờ ngon lên đó, đặt sờ ngon đó. À, mình đặt mấy cái đồ để bắt cá nữa ha. À. Là lúc đó chị nói như thế nào anh? Đó thì ở dưới sông vợ sờ ngon rồi. Vợ đi nó chạy đi cho dắt dê cho ăn dê ăn cỏ bển á. Dạ. Thường thường là khoảng cỡ 2 giờ rưỡi 3 giờ đó dắt dê vô chuồng rồi. Rồi chiều lúc đó khoảng cỡ 3 giờ chứ mới bãi dắt dê đi. Rồi nói là chiều dắt đi chi nữa. Rồi vợ cũng nói nó đâu có dắt, nó tự đi. À, để đuổi không về. Dạ. Vợ nó vậy. Rồi lúc đó ở dưới sông rồi nó nên nó đi, nó phát hiện vậy đó, rồi nó chạy lại kêu, tưởng nó chạy lại kêu có ai chạy xe ẩu gì té xe, sợ nó người ta nằm chèo veo đẳng cho nó không biết được lùm được đứa bé đâu.
Là lúc kêu... mà chị gọi anh á là anh cứ tưởng là à có ai bị tai nạn té xe đồ này nọ thôi, phải không? Rồi tới khi mà anh thấy được đứa bé anh thấy sao? Thấy lên xong mình mà xin không ước được rồi đặt đôi dăm ổng bé lên đâu. Rồi cho vợ ẩm lên. Tôi cũng thấy tội nghiệp. Cái máu thì dính cũng tội nghiệp bé khóc không nổi nữa. Dạ. Rồi hàng xóm có chạy tới rồi nhìn có. Nhiều không ạ? Lúc đó thì hai chồng đi rồi cho tôi ở có canh bé đó, rồi vợ tôi cho vợ tôi chạy kêu bà bên kia xong ở bên cũng gần đó tại con của bà mới đám cưới á. Dạ. Cưới mới xong rồi còn người ta còn tiếp gửi chén dọn dẹp ở trong nhà đó rồi mới vợ chạy kêu người ta cũng lại đông lại đông lắm hả? Lại coi lại phụ đem về tới nhà phụ lau chùi sạch sẽ mới điện có điện cho con ăn trước mới qua đây cho mấy bà con trong xóm á tiếp nghỉ sinh cho bé đó. Cho nên mới đưa bé đi bệnh viện. Trời ơi mà chắc kiếm không được đâu. Sao kiếm được, người ta bỏ chạy đi đâu mất rồi. Mà lúc mà phát hiện ra anh thấy người mình như thế nào, mình thấy thương thấy cũng nó khóc không ra luôn. Điện cho con ăn nói mày điện cái gì mà nghe không gọi hết trơn, nó cũng nói không nên lời. Lúc đó mình run quá mình nói chuyện với công an nghe không rõ luôn hả? Rồi mà ông điện lại thêm một cái nữa nói chuyện gì là anh ơi em mới nhặt được đứa bé không biết ai bỏ rơi ở đây. Kêu mà ông chạy lại mà lúc mà anh nói đó mày không có tin không? Không, lúc lần đầu hỏi đi hỏi lại mấy lần ấy chứ. Lúc đó phải hết tiền nữa, điện nói chưa xong nó hết tiền rồi. Cho nên nhưng mà chắc là mấy anh công an mới đầu nghe chắc thằng nào say rượu nói tùm bậy à. Rồi ổng cũng điện lần thêm một cái nữa cho nên mới bắt nó nói gọi vậy đó, rồi ổng chạy lại rồi ổng kêu đem đứa bé về trạm để cắt cung rồi thì sinh cho bé đó. Thế bây giờ anh chị đã nhận được như thế này rồi, mình có dự định gì không anh? Có cho đi hay là mình tự nuôi hay là như thế nào? Tự nuôi còn choi tội nghiệp bé nó, mẹ cha mẹ nó đã bỏ rồi, chẳng lẽ mình nhặt được thì mình bỏ nữa là thiệt tội, cho nên mới mình giờ lại mình nuôi tới già luôn. Thì nói chung là nhà mình nghèo nhưng mà có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, phải không anh? Mình cũng ráng mình nuôi cho bé ha. Nó đã có một cái duyên để cho vợ chồng mình gặp được bé, mà thậm chí là trước đó anh cũng đã có một cái điềm báo rồi. Đó, nên là thật sự là bé này rất có duyên với gia đình. Nên thôi thì dù nhà mình nghèo mình cũng cố gắng mình nuôi bé ha. Rồi ví dụ như có cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng á, thấy thương hỗ trợ ít nhiều gì đó ha. Em cũng mong là gia đình mình sẽ khi mà mình nhặt được bé là y như là mình sẽ nhặt được củ quý vậy đó. Rồi nhặt được thằng tài đó. Rồi sau này là gia đình mình sẽ làm ăn phát đạt. Rồi mình làm cái phúc mà mình nuôi bé thì y như là một cái phúc vậy đó. Thì sau này mình sẽ được hưởng những cái hạnh phúc sau này nữa nha anh. Em cũng mong anh chị cố gắng chăm lo bé chu toàn ha. Con chào bà nội nha. Bà nội hôm bữa mà chị nhặt được á là bà nội có chạy đi xem không? Có hả? Bà nội thấy sao lúc đó? Bà nội thấy em bé sao? Khóc không? Mà thấy cũng mừng. Mình thấy em bé mình mừng hả? Thế hồi nãy chị nói là có mấy người là khóc, là bà nội có khóc không? Cũng ra nước mắt chút. Mình mặc dù là nhặt được em bé mình mừng. Nhưng mà mình cũng thấy thương, mình cũng rưng rưng nước mắt, mình thấy xót cho bé đúng không cô? Thế bà nội có bao giờ mà suy nghĩ tự nhiên mình nhặt được đứa bé như vậy không? Có luôn hả chị? Có. Sao mà lại suy nghĩ vậy? Cái em nghe nói Ngọc ơi, ước gì mà nhận được đứa cháu nha, đứa con nha. Tạm chơi rồi có. Ước mơ lâu rồi đó, ước mơ cả năm nay rồi đó. Ước mơ là đụng được cháu cho bà ẵm á. Bà nội nói lại con nghe thử sao mà tự nhiên bà nội có cái điềm hay sao mà tự nhiên nói vậy? Nói hoài à. Hay là ưng của cháu quá hả? Dạ. Ước gì hả? Ưng quá. Bà nội nói ước sao? Bà nội nói lại con nghe thử. Không biết. Bà nội nói tiếng Việt không rành hả? Nói không rành. Không sao. Nhưng mà vui phải không bà nội?
Nhắc được bé vui đúng không? Dạ vui. Trời đất ơi. Bà nội nói chuyện bằng tiếng tiếng Việt không rành cả nha. Dạ. Dạ. Thôi dạ. Con cũng chúc bà nội là mạnh khỏe bình an bà nội ha. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Con. Dạ dạ. Là trước đây cả năm á là bà nội đã ước là có một người cháu để ẩm đã bông rồi hả chị? Dạ có ạ. Dạ. Chị gắn cái này lên áo giùm em. Đó là ý là bà nội sao mà ước dữ vậy, bà nội không còn có cháu nhỏ nhỏ có tại buồn buồn ước mấy cháu đi thành phố làm hết à. Cháu là... nội giáo ngoại đi thành phố làm hết rồi đó, ở nhà ơn buồn ước gì ước có thiệt. Mà nói cả năm rồi á chị, mới nói mấy hơi nè, cả năm nay tốn ước vậy hả? Ước gì đụng được đứa em bé nuôi coi chơi. Ôi trời ơi. Giờ có nè. Sao tự nhiên ước vậy rồi bây giờ có thiệt luôn. Có rồi, thiệt rồi. Đúng nhặt luôn á. Rồi bây giờ là bà nội có ở nhà chị không hay là ở với anh chị khác? Ở bên với em Út. À với nhưng mà ở chú, sát đây hả? Sát hả? À, còn nhà này hai chồng ở riêng. Dạ. Nhà nước cắt cho cái nhà này ở riêng. Ủa nhà này cũng nhà nước cắt luôn hả chị? Đúng rồi, nhà nước cắt cho. Nhà mình có ruộng có rẫy gì không chị? Không đâu. Không có làm nha, chỉ ai kêu gì anh ta làm nấy. Ừ. Trời ơi thương cả nhà. Đâu khi nhà chị cũng thực sự rất là khó khăn. Nhà nước cắt cho. Ừ. Mà nuôi mà mấy con dê vậy em nghĩ chắc cũng không đủ ăn đâu. Là anh phải đi đặt bát cá đồ nữa mới ăn. Đúng rồi. Nhiều khi không có đồ ăn cũng đi đặt còn ngon rồi dân lưới gì kiếm cá ăn, ai kêu gì làm nấy. Chị nhưng mà em hỏi vậy. Ví dụ như mà bây giờ mà bọn em quay lên như thế này nè, là mẹ của bé thấy mà xong sau đó cái cắn rất lương tâm á. Ừ. Xong rồi tới xin lại chị cho không? À, lại thì kêu công an bắt liền. Kêu công an bắt từ đó luôn hả? Đúng rồi, tại vì xin gì, tại mình bỏ rơi bé rồi lại xin chi nữa. Bây giờ tổng công an đang tìm bắt mà. Tìm coi bé nó, người mẹ của nó bỏ rơi ở đâu, người nhiều đó. Khi già... mà nói bắt ở tù hay như thế nào thì cũng không đúng đâu chứ, nhưng mà chắc là phải không phải bắt như đó. Là răng dậy rồi đó không ha? Biết sao tôi không biết nữa. Dạ, bắt cho dạ lợi sau không, này có mà... có ấy nữa thì đừng có sanh em bé bỏ gì nữa. Dạ không, nhưng mà nếu mà em mà là công an mà em bắt được á là em phải cho đi y như là mình giáo dưỡng lại, giáo huấn lại đó, tại vì chiếc người bỏ nữa nó còn nhỏ còn khờ á. Ừ. Mà người bỏ thì bắt cái người đem vô bỏ không có tâm á. Dạ. Bỏ trong vườn trong rừng cái mẹ. Nhưng nhỏ mà này chị, hồi nãy em nghe chú ông nói là em bé đây là có khả năng là vừa mới sinh luôn. Không, mới sinh thì nếu như mà vừa mới sinh thì cái người mà đem đi bỏ chắc là người khác chứ không phải là người mẹ. Đúng rồi. Chị có nghĩ vậy không? Chắc bạn nó nhỏ này nó đi mạnh lắm mà làm gì người sinh mà đi nhanh dữ vậy. Dạ. Với lại vừa mới sinh mà ai mà đi nổi ha. Đi nhanh lắm. Nó đổ xe cái gộp đó, tôi đi chưa tới nên nó chạy tút tút ở trong, nó đi ra liền rồi. Công nhận đi nhanh thiệt mà nó mập ù à. Vậy hả? Nhanh lắm. Chắc là nó cũng sợ. Rồi lại thì nó muốn để bé xuống liền, ngại nó đi mà đi tôi không có kịp đâu. Tôi lại tới gặp mình ở đây, đứng hai người dòm nhau. Nó phóng xe đi. Ví dụ như bây giờ mà chị nhìn lại người đó, chị nhận ra không? Không. Không ra luôn hả? Bịt hết mặt hả? Nó bịt mặt hết chứ ở đây thì không có quen như tại quê không có ở đây á. Về Kiên Giang. Dạ. Được rồi chị Ngọc ạ. Thì hôm nay là em hữu duyên em biết được cái sự việc này. Thì em tới em thăm, trước mắt là em thăm sức khỏe bé. Thứ hai nữa là hỏi thăm sức khỏe gia đình mình ha. Dạ. Em cầu chúc cho gia đình mình đó là luôn luôn khỏe mạnh và bình an. Dạ. Mình nhặt được bé mà mình giữ mình nuôi như thế này là nó có phước đức lắm chị. Đó. Người ta nói là xây 7 ngôi chùa mà không bằng cứu một cái mạng người đó. Nhưng mà cái đây là chị là gần như là cứu mạng sống của bé rồi. Nếu mà chị để vài tiếng là bé chắc không sống nổi nữa đâu. Nửa tiếng à. Dạ, là bé đó. Thì thôi hôm nay em tới đây là em xin trích 500.000 ở trong cái quỹ thắp sáng hy vọng của em á. Dạ. Là cái số tiền này là của chị, một chị mạnh thường quân giấu tên ở bên Hàn Quốc. Ừ. Đó gửi ra trước mắt là hỗ trợ gia đình mình là mua ít sữa cho bé uống ha. Dạ. Dạ chứ gia đình của chị cũng khó khăn cả nhà. Nhưng mà nghiệm cái quỹ của bố nó cũng hơi nhỏ, nó cũng không còn bao nhiêu nữa. Nên là bố trích trước 500. Ví dụ như có cô chú anh chị nào mà thấy thương gia đình
thì có thể là thông qua bố hỗ trợ gia đình ít nhiều gì đó để gia đình có thể nuôi dạy bé được tốt hơn nha cả nhà. Dạ, để em lấy tiền ha. Dạ em gửi chị, Cảm chị ơn. nhận, chị mua sữa rồi gì cho bé ha. Chú chúc Xuân là luôn mạnh khỏe bình an nha. Cha mẹ đẻ không có tình thương, không có cho con tình thương, không có cho con cái này cái kia, không có nuôi con thì cha mẹ nuôi sẽ cho con những cái việc đó ha, sẽ yêu thương yêu con. Em nghĩ Tính là ra Tuấn giống người có con, săn sóc tối ngày ngồi canh đây, bữa nay nó bảy bữa. Tại thấy bé còn nhỏ quá mình không dám bỏ nó, dạ đúng rồi, chứ đi sợ nó đâu giật mình cũng mình. lo. Vì ảnh nấu cơm chăn dê làm gì làm ở đây, ngồi đây tối ngày chăn em bé. Mình cứ quăng ra quăng vô ở đó ngay chỗ đây thôi. Tại vì bình thường nó giống con mình thì Tuấn mến rồi. Dạ đúng rồi, tại vì bé nó còn nhỏ quá mà mình đi đâu mình cũng sợ. Tại vì mình nuôi bé là nuôi cả đời mà, đâu phải nuôi một hai bữa bỏ bé đâu, nuôi cả đời phải săn sóc cả đời, Thế lo thế lắng thế cho nó. hai người con của chị á, hai người anh á, là có gọi điện về xem thử không? Có mừng. Mừng lắm hả? Hai hai người anh nói sao? À, ông nhỏ thì ông nói mẹ ơi đừng có cho ai nó nghe, để nuôi đi. Còn ông lớn thì đầu tiên ta hơi nịnh, nó hơi 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 buồn, ta nói mẹ tự nhiên có em, nó đây có em mày bỏ con hay gì, mẹ tính bỏ con nó, mẹ đâu bỏ con đâu. Ta khóc. Mới Không. giờ hôm nay ta điện lại ta nói mẹ ơi săn sóc em đàng hoàng đi, con thấy mấy chú đăng mẹ với em lên con khóc. Không, nhiều khi lúc đầu là bạn là người con của chị nói giỡn đồ đùa vậy thôi, chứ chứ nó không, lớn rồi ai mà suy nghĩ như vậy. Rồi mới nói con ơi, lỡ mẹ lụm được em, mẹ đâu bỏ em được đâu, mẹ thương em mà thương con Tuấn gì, mẹ đâu bỏ con đâu, em Tuấn thương con Tuấn thương. Nhưng mà Rồi 8 mà 9 tuổi hết rồi. vậy hả? Ổng làm vậy đó, ổng thứ ba thì nói mẹ đừng có bỏ em đi đâu nghe, mẹ để em nuôi đi được ba anh em. Vậy Tết này dẫn về thấy em là thấy thương nữa. Tết về Trẻ nhỏ bây giờ nó mới mới sinh ra là da dẻ nó nhăn nheo vậy á, chứ mà tới khi mà bắt đầu 1 tháng 2 tháng rồi bắt đầu da dẻ nó hồng hào rồi nó căng lại là thấy nó dễ thương lắm. Thôi được rồi, em cảm ơn chị ha, em cảm ơn chị đã chia sẻ nha. Bố cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé ông bà. Cảm ơn ông bà đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.